Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Arkadiusz Mulawczyk cho biết, việc Đức từ chối trả tiền bồi thường Thế chiến thứ hai cho Ba Lan là một dấu hiệu của tiêu chuẩn kép và thiếu tôn trọng đối với người dân Ba Lan. Ba Lan đang yêu cầu Berlin bồi thường 1,37 ngàn tỷ đô la Mỹ cho những vụ giết chóc và tàn phá do quân đội Đức Quốc xã gây ra trong thời kỳ chiếm đóng Ba Lan từ năm 1939 đến 1945. Bộ Ngoại giao Đức hôm 3 tháng 1 nói rằng vấn đề bồi thường thiệt hại chiến tranh đã xong và Berlin không có ý định đàm phán lại vấn đề này. Ông Mulawczyk cho rằng quan điểm của Đức là sai lầm. Ngày 4 tháng 1, ông Mulawczyk viết trên Twitter rằng trường hợp chưa giải quyết bồi thường cho Ba Lan sau ảnh hưởng của Thế chiến thứ hai vẫn còn để ngỏ cả về đạo đức, chính trị và pháp lý. Nhà ngoại giao này nói với thông tấn xã Ba Lan rằng tổn thất của Ba Lan là không thể tưởng tượng được và người Đức đã nhận được báo cáo của chúng tôi về vấn đề này. Nói ngắn gọn thì câu trả lời của phía Đức cho thấy thái độ hoàn toàn thiếu tôn trọng đối với đất nước và người dân Ba Lan. Ông Mulawczyk cáo buộc Berlin áp dụng tiêu chuẩn kép vì vào năm 2022, Đức đã đồng ý trả 1,16 tỷ đô la Mỹ cho Namibia để đền bù cho những hành động tàn bạo thời thuộc địa. Ông cho biết Warsaw sẽ tiếp tục đòi bồi thường một cách nhất quán và mạnh mẽ. Đức khẳng định rằng các nghĩa vụ liên quan đến Thế chiến thứ hai đã được giải quyết toàn diện theo Hiệp ước năm 1990, mở đường cho việc thống nhất đất nước trong những năm cuối của chiến tranh lạnh. Berlin cũng lập luận rằng Warsaw đã từ bỏ quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận năm 1953 với Đông Đức. Tuy nhiên, Warsaw khẳng định rằng vào thời điểm đó, Ba Lan đã bị Liên Xô gây áp lực phải ký hiệp định năm 1953. Ba Lan đưa ra ngày càng nhiều lời kêu gọi bồi thường kể từ khi Đảng Luật pháp và Công lý bảo thủ trở lại nắm quyền vào năm 2015. Chính phủ Ba Lan đã chuyển yêu sách chính thức tới Đức vào tháng 10 năm 2022 và hôm 3 tháng 1 cho biết sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của Liên Hợp Quốc. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.